các bạn đến với video thuộc chủ đề số 3 và thuộc bộ video số 29 của kênh Ruby Show. Bây giờ thì mới là 5 giờ 38 phút sáng thôi và mình đang quay video cho các bạn nè. Bởi vì video này thì nó khá là dài cho nên là mình đã quyết định dậy sớm để mà quay video sớm. Và lát nữa thì mình còn có việc phải lên trường nữa cho nên là mình mới quyết định dậy sớm như vậy để mà quay video. Trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đưa các bạn đến quê nhà của mình là tỉnh Đắk Lắk, cụ thể là huyện Lắk. Là một huyện nằm cách nhà mình 60 cây số. Bởi vì huyện này á, nếu mà chúng ta muốn đi đến nó thì phải đi trên quốc lộ 27, mà nhà mình là nằm trong một hẻm lớn giáp quốc lộ 27 luôn. Và huyện này thì cách nhà mình 60 cây số. Huyện này thì bản thân mình chưa từng đến đó trực tiếp bao giờ, nhưng mà mình nghe nói thì nó rất là đẹp, có nhiều điểm đến hấp dẫn và một vựa lúa, vùng trồng lúa lớn của tỉnh Đắk Lắk, và gạo ở đây thì rất là ngon. Một số điểm đến ở Lắk nổi tiếng mà các bạn có thể cũng đã biết đó là Hồ Lắk nè, Biệt điện Bảo Đại, Thác Bìm Bịp, Buôn Cổ Mơ Liêng. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ đến với thác Liêng Pu Phết, còn gọi là thác Ba Tầng, là một thác nước rất là đẹp và hùng vĩ ở xã Krông Nô, huyện Lắk. Thác này thì có độ cao lên tới 861m so với mặt nước biển. Và nó có 3 tầng như là tên gọi. Gần với thác này thì có rất là nhiều câu chuyện, những truyền thuyết tốt đẹp và ý nghĩa liên quan đến nó. Bởi vì thác này hiện nay là chưa có nhiều người biết tới nó đâu, cho nên là báo tỉnh nhà Đắk Lắk của mình thì mới quyết định là viết một bài báo quảng bá du lịch cho nó. Và mình thấy bài báo này rất là hay và thú vị, cho nên là mình mới quyết định là dịch bài báo này và làm video từ nó. Nên là mình mong rằng các bạn sẽ đón nhận bài viết này cũng như là thấy hứng thú và muốn tham quan điểm đến này, để khi mà có dịp đến với tỉnh Đắk Lắk cũng như là huyện Lắk thì các bạn đừng quên ghé thăm địa điểm này nha. Bài viết trong video hôm nay của chúng ta có tiêu đề là Khám phá nét hoang sơ của thác Liêng Pu Phết. Mình xin đọc lại tiêu đề này là Khám phá nét hoang sơ của thác Liêng Pu Phết. Tiêu đề này đã được mình dịch sang tiếng Anh là Let's discover the wild features of Liêng Pu Phết waterfall. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần số 2 của video này nhé. Khám phá nét hoang sơ của thác Liêng Pu Phết. Trung tuần tháng 4 vừa qua, thác Liêng Pu Phết thuộc xã Krông Nô, huyện Lắk đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Cùng với hang đá 3 tầng, thác Liêng Pu Phết hứa hẹn sẽ trở thành điểm tham quan du lịch lý tưởng đối với những du khách thích trải nghiệm và tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương. Nằm ở độ cao 776m đến 861m so với mặt nước biển, thác Liêng Pu Phết, thác 3 tầng thuộc địa phận hành chính xã Krông Nô, huyện Lắk được bắt nguồn từ những mạch nước ngầm theo khe đá trên đỉnh núi và hợp lưu tạo thành dòng thác nguyên sơ hùng vĩ. Thác gồm có 3 tầng nằm ẩn mình giữa rừng cây cổ thụ và hệ sinh thái rừng thưa, cây lá kim. Tầng thứ nhất nằm ở độ cao 776m so với mặt nước biển. Giữa dòng có một tảng đá lớn ngăn đôi. Người dân địa phương gọi đây là hang ếch, bởi đây là nơi trú ngụ của rất nhiều ếch mỗi khi mùa mưa đến. Tầng thứ hai có độ cao 803m, gồm nhiều bậc đá khác nhau. Mùa mưa nước đổ mạnh qua các tảng đá nên nước bay trắng xóa. Tầng thứ ba là thượng nguồn của thác Liêng Pu Phết, nằm ở độ cao 861m. Tầng này có tảng đá lớn, hình thù giống như một con trâu với thân hình to lớn, khỏe mạnh.
tương truyền rằng vào một năm trời hạn hán kéo dài, nguồn nước trên các con sông, dòng suối khô cạn, khiến mùa màng thất bát, mọi người đói khổ. Để cầu xin Giàng thần linh ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng Buôn Dông Hát, xã Công Nô đã tổ chức lễ cúng cầu mưa. Lễ vật là một con trâu được nặn từ sáp ong và nhiều vật tế khác như gà trống sống, rượu cần, thịt heo, một con vịt và một con dê để tế thần linh. Tất cả các lễ vật được đặt trên một tảng đá lớn nằm giữa dòng thác khô cạn. Khi các nghi thức của lễ cúng được thực hiện xong, bỗng nhiên con trâu nặn bằng sáp ong từ từ tan ra và rồi tảng đá đặt lễ vật ấy cũng biến đổi giống hình dạng một con trâu lớn. Cùng lúc đó trời đổ mưa xuống, dòng thác lại tuôn trào. Dân làng vô cùng vui mừng, họ tin rằng thần linh đã nghe thấy những lời cầu khấn của họ. Về sau, dân làng Buôn Dông Hát luôn truyền tay nhau về tảng đá chứa đựng hồn trâu linh thiêng. Vật gắn kết với thần linh luôn che chở, bảo vệ, đem đến ấm no, hạnh phúc cho buôn làng. Đến với thác Liên Bu Bết, du khách sẽ được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là hành trình quốc bộ chừng 2 km từ chân núi lên đỉnh thác, một cảm giác hồi hộp khi băng qua những tảng đá với đủ loại hình thù to nhỏ. Điều đặc biệt, trên dọc hành trình lên đỉnh thác đều có dòng nước đổ từ thượng nguồn về. Đây cũng là điểm dừng nghỉ lý thú đối với du khách. Thác Liên Bu Bết còn gắn với di tích hang đá 3 tầng, một trong những điểm hoạt động cách mạng nằm trong vùng căn cứ phía Nam H-10 Lắc. Thời chiến tranh, nơi đây là địa điểm trú ẩn của đồng bào Mơ Nông ở ba buôn gồm Liên Krắc, Dông Hát và buôn Dột Vân, nay là buôn Trang Dốc khi bị địch ném bom càn quét. Đây cũng là nơi ghi dấu những trận chiến đấu quyết liệt giữa tiểu đội du kích A1H10 với đại đội Mỹ Ngụy trong chiến dịch An Lạc, khi địch đánh phá vùng căn cứ B5 khu 6 từ năm 1962 đến 1963. Tháng 10 năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lắk tổ chức hội nghị thống nhất tên gọi và khoanh vùng các khu vực bảo vệ danh lam thắng cảnh thác Liên Bu Bết. Với diện tích khoanh vùng của di tích khoảng 13 ha, trong đó khu vực bảo vệ 1 là 2 ha và khu vực bảo vệ 2 là 11 ha. Cuối tháng 11 năm 2021, danh lam thắng cảnh thác Liên Bu Bết được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xếp hạng di tích cấp tỉnh. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lắk, Nguyễn Anh Tú, thác Liên Bu Bết đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh vừa qua là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Lắk trong việc giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Đây cũng là căn cứ để địa phương lập quy hoạch, đề xuất các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch dịch vụ, tham quan, nghỉ dưỡng. Thác Liên Bu Bết là di tích thứ 21 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ngoài di tích thác Liên Bu Bết, huyện Lắk còn được biết đến với những điểm du lịch hấp dẫn như Hồ Lắk, thác Bìm Bịp, biệt điện Bảo Đại, buôn cổ Mơ Liêng, rừng đặc dụng Nam Ca. Đây là những di sản tiềm năng để khai thác, phát triển các mô hình, sản phẩm du lịch ở địa phương trong nhiều năm qua và trong tương lai. Let's discover the wild features of Liên Bu Bết Waterfall. Last mid-April, Liên Bu Bết Waterfall in Krông Nâu Commune, Lắk District, Đắk Lắk Province received the Provincial Relic Ranking Certificate. Along with Ba Tang Cave, Liên Bu Bết Waterfall promises to become an ideal tourist attraction for visitors who like to experience and learn about local history and culture. Located at an altitude of 776 meters to 861 meters above sea level, Liên Bu Bết Waterfall
Ba tàng Waterfall, Indy. Ở Administrative Territory of Cromwell Commune, Lac District, Dadlap Province, originates from underground water sources following the rocky crevices on the mountain top and confluence to form a pristine and majestic waterfall. The waterfall consists of three floors nestled between ancient forests and the ecosystem of sparse forests and conifers. The first floor of Liang Phu Phet waterfall is located at an altitude of 776 meters above sea level. There is a big rock in the middle and divides the stream here, and the locals call this rock a frog cave because it is home to many frogs when the rainy season comes. The second floor of the waterfall has a height of 803 meters and includes many stone steps, and in the rainy season, the water in this floor pours strongly through the rocks, so it is wide. The third floor, the upstream of the waterfall, is located at an altitude of 861 meters and has a large rock shaped like a buffalo with a large, strong body. Legend has it that in a year of prolonged drought, the water in the rivers and streams dried up, causing crops to fail and people starving. In order to pray to Yang, the gods, for favorable weather and bountiful crops, the villagers of Yonghat Village, Cromwell Commune, held a ceremony to pray for rain, and offerings included a buffalo molded from beeswax and many other sacrifices such as a leaf rooster, stem liquor, pork, a duck, and a goat to the gods. All these offerings were placed on a large rock in the middle of a dry waterfall. When the rituals of the ceremony were done, suddenly the buffalo molded from beeswax slowly melted. Then the rock on which the offerings were placed was transformed into the shape of a large buffalo, and at the same time it was raining and the waterfall was flowing again. The villagers were overjoyed, believing that the gods had heard their prayers. Later, the villagers of Yonghat Village always told each other about the rock containing the sacred buffalo soul, an object associated with the gods, always protecting, bringing warmth and happiness to the village. Coming to Liang Phu Phet waterfall, visitors will experience different emotions. It is a journey of walking about 2 kilometers from the foot of the mountain to the top of the waterfall, and a thrill when crossing the rocks with all kinds of big and small shapes. The special thing on the journey to the top of the waterfall is that there is water flowing from upstream. This is also an interesting stop for tourists. Liang Phu Phet waterfall is also associated with the relic of Ba Tàng Cave, one of the revolutionary activities located in the southern base area H10 Lac. During the war, this place was a shelter for the Mernong people in three villages, including Liang Krak, Yonghat and Yot Bun, now Chang Yot Village, when these villages were bombed and swept by the enemy. This is also the place to mark the fierce battles between the A1H10 Guerrilla Battalion and the American Puppet Company in the An Lạc campaign, when the enemy raided the base area B5
Aerosis from 1962 to 1963. In October 2021, the Department of Culture, Sports and Tourism of Đắk Lắk Province coordinated with the People's Committee of Lac District to organize a conference to unify the name and zone areas to protect the scenic beauty of Dinh Phu Phet Waterfall. With a zoning area of about 13 hectares, of which protected area 1 is 2 hectares and protected area 2 is 11 hectares. At the end of November 2021, the scenic Dinh Phu Phet Waterfall was ranked a provincial relic by the Provincial People's Committee of Đắk Lắk Province. According to Vice Chairman of Lac District People's Committee Nguyen Anh Tu, Dinh Phu Phet Waterfall receiving the Provincial Relic Ranking Certificate recently is an honor, pride, but also the responsibility of the party, committee, government, mass organizations and people in Lac District in preserving, protecting, embellishing and promoting the value of the relic. This is also the basis for the locality to plan and propose investment projects to build infrastructure to develop service, tourism, sightseeing and relaxation. Dinh Phu Phet Waterfall is the 21st relic ranked provincial relic by the Provincial People's Committee of Đắk Lắk Province. In addition to the relic of Dinh Phu Phet Waterfall, Lac District is also known for attractive tourist attractions such as Lac Lake, Bim Bim Waterfall, Bao Dai Palace, Merlin Ancient Village, Nam Ca Special Use Forest. These are potential heritages to exploit and develop local tourism models and products for many years and in the future. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 2 và tiếp theo, mình và các bạn sẽ cùng bước vào phần số 3 là phần từ vựng của video này nhé. Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1, chúng ta có danh từ Territory hoặc Territory có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là lãnh thổ, tức là đất đai thuộc chủ quyền của một nước. Nghĩa số 2 là hạt ở Hoa Kỳ, Úc và Canada. Nghĩa số 3 là đất đai hoặc địa hạt. Nghĩa số 4 là khu vực hoặc vùng hoặc miền. Và nghĩa số 5 là lĩnh vực hiểu biết hoặc lĩnh vực hoạt động hoặc phạm vi hiểu biết hoặc phạm vi hoạt động. Mình xin đọc lại nghĩa số 3 của từ này là đất đai hoặc địa hạt. Và nghĩa số 2 là hạt ở Hoa Kỳ, Úc và Canada. Từ số 2 là tính từ administrative, có nghĩa là hành chính. Nếu như các bạn đọc từ này là administrative thì cũng đúng nha. Từ số 3 là danh từ crevice, có nghĩa là đường nứt ở tường hoặc đường nứt ở núi đá hoặc kẽ hở ở tường hoặc kẽ hở ở núi đá. Mình xin nói lại nghĩa này là đường nứt ở tường hoặc đường nứt ở núi đá hoặc kẽ hở ở tường hoặc kẽ hở ở núi đá. Và mình cũng xin đọc lại từ này là crevice. Từ số 4 là tính từ rocky, có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là thuộc đá hoặc như đá hoặc vững như đá hoặc cứng như đá. Mình sẽ đọc lại nghĩa này là thuộc đá hoặc như đá hoặc vững như đá hoặc cứng như đá. Nghĩa số 2 là nhiều đá. Và nghĩa số 3 là lung lay hoặc không vững. Từ số 5, chúng ta có danh từ confluence,
Từ này có ba nghĩa. Nghĩa số 1 là chỗ hợp nhòm hoặc ngã ba sông. Nghĩa số 2 là ngã ba hoặc ngã tư. Và nghĩa số 3 là đám đông tụ họp hoặc nơi tụ họp đông người. Mình xin đọc lại từ này là confluence. Từ số 6, chúng ta có tính từ pristine, có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là ban sơ hoặc tinh khôi hoặc không bị hư hỏng hoặc còn mới nguyên hoặc tươi như mới hoặc sạch sẽ như mới hoặc tươi và sạch sẽ như mới. Mình xin nói lại nghĩa này lần nữa là ban sơ hoặc tinh khôi hoặc không bị hư hỏng hoặc còn mới nguyên hoặc tươi và sạch sẽ như mới. Và nghĩa số 2 là nguyên thủy hoặc cổ xưa. Từ số 7 là tính từ majestic hoặc majestic, có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là tráng lệ hoặc huy hoàng. Nghĩa số 2 là uy nghi hoặc oai nghiêm hoặc oai vệ hoặc đường bệ. Và nghĩa số 3 là hùng vĩ hoặc nghiêm trang hoặc trang trọng. Từ số 8, chúng ta có động từ nasal. Mình xin nói lại là từ số 8, chúng ta có động từ nasal, có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là nếp mình hoặc náu mình hoặc hút vào. Nghĩa số 2 là làm tổ hoặc làm ổ. Và nghĩa số 3 là ấp ủ hoặc ôm chặt hoặc ghì chặt. Từ số 9, chúng ta có tính từ sparse. Mình xin đọc lại từ này là sparse. Từ này có nghĩa là thưa thớt hoặc rải rác hoặc lơ thơ hoặc rải mỏng ra. Mình xin đọc lại từ này lần nữa là sparse. Từ số 10, chúng ta có danh từ frog, có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là con ếch. Nghĩa số 2 là đế quốc ở chân của con ngựa. Nghĩa số 3 là quay đeo kiếm hoặc quay đeo lưỡi lê. Nghĩa số 4 là huy khuyết hùa của áo nhà binh. Mình xin nói lại nghĩa này là huy khuyết hùa trên áo nhà binh. Và nghĩa số 5 là đường ghi trong ngành đường sắt. Mình xin nói lại nghĩa số 4 và số 5 của từ này lần nữa là nghĩa số 4 là huy khuyết hùa trên áo nhà binh. Và nghĩa số 5 là đường ghi trong ngành đường sắt. Mình sẽ đọc lại nghĩa số 5 lần nữa nhé, là đường ghi trong ngành đường sắt. Từ số 11 là động từ pour, có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là rót hoặc đổ hoặc dội hoặc chút. Nghĩa số 2 là thổ lộ hoặc bộc lộ hoặc rút ra. Mình sẽ nói lại nghĩa này là thổ lộ hoặc bộc lộ hoặc chút ra. Nghĩa số 3 là đổ hoặc chảy tràn. Và nghĩa số 4 là mưa như chút. Từ số 12 là danh từ crop hoặc crop, có 9 nghĩa. Nghĩa số 1 là vụ hoặc mùa hoặc thu hoạch của một vụ. Mình sẽ nói lại nghĩa này là vụ hoặc mùa hoặc thu hoạch của một vụ. Và đọc lại từ này là crop hoặc crop. Nghĩa số 2 của nó là cây trồng. Nghĩa số 3 là cụm hoặc nhóm hoặc loạt hoặc tập. Nghĩa số 4 là nhiều trong cơ thể của chim, trong động vật học. Nghĩa số 5 là tay cầm của roi da. Nghĩa số 6 là sự cắt tóc ngắn. Mình sẽ nói lại nghĩa này là sự cắt tóc ngắn. Lại nữa nhé, là nghĩa số 5 là sự cắt tóc ngắn. Nghĩa số 6 là bộ da thuộc. Nghĩa số 7 là đoạn được cắt bỏ đầu hoặc khúc được cắt bỏ đầu. Và nghĩa số 9 là thịt bả vai ở bò hoặc thịt bả vai ở ngựa. Từ số 13 là động từ starve, có 9 nghĩa. Nghĩa số 1 là làm cho khổ sở ghê gớm vì đói hoặc làm cho chết vì đói. Nghĩa số 2 là
làm cho một người nào đó khổ sở vì cái gì đó, hoặc làm cho một người nào đó thèm khát cái gì đó, hoặc lấy đi của một người nào đó cái gì đó. Nghĩa số 3 là cảm thấy rất đói. Và từ này chỉ có 3 nghĩa như vậy thôi nha. Và mình xin đọc lại nghĩa số 2 và số 3 của từ này là: nghĩa số 2 là làm cho một người nào đó khổ sở vì cái gì đó, hoặc làm cho một người nào đó thèm khát cái gì đó, hoặc lấy đi của một người nào đó cái gì đó. Và nghĩa số 3 là cảm thấy rất đói. Từ số 14 là động từ pray có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là cầu nguyện, và nghĩa số 2 là khẩn cầu hoặc cầu xin. Từ số 15, chúng ta có hai tính từ bounteous và bountiful. Hai từ này cùng có hai nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là rộng rãi hoặc hào phóng, và nghĩa số 2 là phong phú hoặc dồi dào. Mình xin đọc lại hai từ này là bounteous và bountiful. Từ số 16 là danh từ ceremony có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là nghi lễ, và nghĩa số 2 là sự khách sáo hoặc sự kiểu cách. Từ số 17 là danh từ offering có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự biếu hoặc sự tặng hoặc sự cúng hoặc sự tiến. Nghĩa số 2 là đồ biếu hoặc tặng phẩm hoặc lễ vật hoặc đồ cúng hoặc đồ tiến. Và nghĩa số 3 là sự đề nghị. Từ số 18, hai danh từ này cùng được đọc là mold, và chúng cùng có nghĩa là đúc hoặc nặn. Mình xin lỗi là hai từ này cùng là động từ và cùng được đọc là mold nha. Từ số 19 là danh từ beeswax có nghĩa là sáp ong. Mình xin nói lại là từ số 19 là danh từ beeswax có nghĩa là sáp ong. Từ số 20 là danh từ sacrifice có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự cúng thần hoặc sự tế lễ hoặc vật hiến tế. Nghĩa số 2 là sự hy sinh hoặc vật hy sinh. Và nghĩa số 3 là sự bán lỗ hoặc hàng bán lỗ hoặc sự lỗ. Từ số 21 là danh từ rooster có nghĩa là con gà trống. Từ số 22 là hai cụm danh từ stem liquor và straw liquor cùng có nghĩa là rượu cần. Mình xin đọc lại từ này là cụm danh từ stem liquor và straw liquor. Từ số 23, chúng ta có danh từ ritual. Từ này có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là sách dạy lễ nghi. Nghĩa số 2 là trình tự hành lễ hoặc nghi thức hoặc một hình thái nghi thức đặc biệt trong tôn giáo. Và nghĩa số 3 là trình tự. Mình xin đọc lại nghĩa số 3 là trình tự. Và nghĩa số 2 lần nữa là trình tự hành lễ hoặc nghi thức hoặc một hình thái nghi thức đặc biệt trong tôn giáo. Và mình cũng xin đọc lại nghĩa số 1 là sách dạy lễ nghi. Từ số 24 là động từ melt có 7 nghĩa. Nghĩa số 1 là tan ra hoặc chảy ra. Nghĩa số 2 là chảy nước ra hoặc toát mồ hôi. Mình xin đọc lại nghĩa số 2 là chảy nước ra hoặc toát mồ hôi. Nghĩa số 3 là cảm động hoặc cảm kích hoặc động lòng hoặc mùi lòng hoặc xe lòng. Mình sẽ nói lại nghĩa số 2 là, mình xin lỗi, nghĩa số 3 là cảm động hoặc cảm kích hoặc động lòng hoặc mùi lòng hoặc xe lòng. Nghĩa số 4 là nao núng hoặc nhụt đi. Nghĩa số 5 là làm tan ra hoặc làm chảy ra. Nghĩa số 6 là làm động lòng hoặc làm mùi lòng hoặc làm xe lòng. Và nghĩa số 7 là làm nao núng hoặc làm nhụt đi hoặc làm nguôi đi. Từ số 25 là tính từ
Overjoyed có nghĩa là vui mừng khôn xiết hoặc rất vui mừng. Mình sẽ nói lại nghĩa này là vui mừng khôn xiết hoặc rất vui mừng. Từ số 26 là danh từ prayer có 3 nghĩa. Mình xin nói lại là từ số 26 là danh từ prayer có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là kinh cầu nguyện hoặc lời cầu nguyện. Nghĩa số 2 là sự cầu kinh hoặc sự cầu nguyện hoặc lễ cầu kinh hoặc lễ cầu nguyện. Và nghĩa số 3 là buổi cầu kinh. Từ số 27 là danh từ thrill có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự run lên hoặc sự rùng mình hoặc sự chấn động tinh thần. Mình sẽ nói lại nghĩa này là sự run lên hoặc sự rùng mình hoặc sự chấn động về tinh thần. Nghĩa số 2 là sự xúc động. Nghĩa số 3 là sự run của tim hoặc sự run của phổi hoặc tiếng run của tim hoặc tiếng run của phổi trong y học. Và nghĩa số 4 là câu chuyện cảm động hoặc câu chuyện giật gân hoặc câu chuyện ly kỳ. Mình cũng xin đọc lại từ này là thrill. Từ số 28 là danh từ relic hoặc relic có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là thánh tích trong tôn giáo. Nghĩa số 2 là di tích hoặc di vật. Và nghĩa số 3 là di hài. Từ số 29 là tiếng từ revolutionary hoặc revolutionary. Từ này có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là cách mạng hoặc thuộc cách mạng chính trị. Mình xin nói lại nghĩa này là cách mạng hoặc thuộc cách mạng chính trị. Lại nữa nhé, là cách mạng hoặc thuộc cách mạng chính trị. Nghĩa số 2 là cách mạng. Và nghĩa số 3 là bao hàm sự thay đổi hoàn toàn và mạnh mẽ hoặc có liên quan đến sự thay đổi to lớn. Từ số 30 là danh từ shelter có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự nương tựa hoặc sự che chở hoặc sự ẩn náu. Nghĩa số 2 là chỗ nương tựa hoặc chỗ che chở hoặc chỗ ẩn náu. Nghĩa số 3 là chỗ được xây để che chắn. Nghĩa số 4 là nhà cho con người tạm nương thân. Nghĩa số 5 là lầu hoặc chòi. Và nghĩa số 6 là phòng dành cho người lái hoặc cabin dành cho người lái. Mình cũng xin đọc lại nghĩa số 1 và số 2 của từ. Số 29 là revolutionary là nghĩa số 1 là cách mạng hoặc thuộc cách mạng chính trị. Và nghĩa số 2 là cách mạng. Mình sẽ đọc lại nghĩa số 1 của từ này lần nữa là cách mạng hoặc thuộc cách mạng chính trị. Từ số 31 là danh từ battle có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là trận đánh hoặc cuộc chiến đấu. Và nghĩa số 2 là sự tranh luận hoặc sự tranh đấu. Từ số 32 là tính từ fierce có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là hung dữ hoặc dữ tợn hoặc hung tợn. Và nghĩa số 2 là dữ dội hoặc mãnh liệt hoặc ác liệt hoặc sôi sục. Và nghĩa số 3 là rất khó chịu hoặc rất ghê tởm hoặc rất xấu hổ. Từ số 33 là danh từ battalion có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là tiểu đoàn hoặc tiểu đội trong quân sự. Và nghĩa số 2 là đạo quân lớn được dàn thành thế trận. Mình sẽ đọc lại nghĩa này là đạo quân lớn được dàn thành thế trận. Từ số 34, chúng ta có hai danh từ cùng được đọc là guerriller. Và chúng cùng có nghĩa là người du kích hoặc chiến sĩ du kích.
từ 635 là danh từ conference, có nghĩa là hội nghị. Từ 636 là động từ unify, có nghĩa là thống nhất hoặc hợp nhất. Từ 637 là động từ zone, có nghĩa là chia thành đới hoặc chia thành khu vực hoặc quy vùng hoặc quanh vùng. Mình sẽ đọc lại nghĩa này là chia thành đới hoặc chia thành khu vực hoặc quy vùng hoặc khoanh vùng. Từ 638 là tính từ provincial, có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là thuộc về một tỉnh hoặc cấp tỉnh. Nghĩa số 2 là thuộc về các tỉnh. Và nghĩa số 3 là quê cạch hoặc có tính chất tỉnh lẻ hoặc có tác phong tỉnh lẻ hoặc có kiểu tỉnh lẻ. Mình sẽ đọc lại nghĩa này lần nữa là quê cạch hoặc có tính chất tỉnh lẻ hoặc có tác phong tỉnh lẻ hoặc có kiểu tỉnh lẻ. Từ số 39 là động từ embellish, có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là làm đẹp hoặc trang điểm hoặc tô son điểm phấn hoặc tôn tạo. Mình sẽ đọc lại nghĩa này là làm đẹp hoặc trang điểm hoặc tô son điểm phấn hoặc tôn tạo. Và nghĩa số 2 là thêm thắt hoặc thêm mắm thêm muối. Từ số 40 là danh từ basis, có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là nền tảng hoặc cơ sở. Và nghĩa số 2 là điểm xuất phát để tranh luận. Mình xin nói lại nghĩa này là điểm xuất phát để tranh luận. Từ số 41 là danh từ locality hoặc locality, có nghĩa là vị trí của cái gì đó hoặc nơi xảy ra việc nào đó hoặc khu vực xảy ra việc nào đó. Mình sẽ nói lại là từ số 41 là danh từ locality hoặc locality, và nó có nghĩa là vị trí của cái gì đó hoặc nơi xảy ra việc nào đó hoặc khu vực xảy ra việc nào đó. Từ số 42 là động từ propose, có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là đề nghị hoặc đề xuất hoặc đưa ra. Nghĩa số 2 là lấy làm mục đích hoặc đặt ra mục đích hoặc đề ra mục đích. Mình sẽ nói lại nghĩa này là lấy làm mục đích hoặc đặt ra làm mục đích hoặc đề ra làm mục đích. Mình xin đọc lại nghĩa này lần nữa nhé, là lấy làm mục đích hoặc đặt ra làm mục đích hoặc đề ra làm mục đích. Từ số 3 là dự định. Mình xin lỗi, nghĩa số 3 là dự định. Nghĩa số 4 là đề nghị nâng cốc chúc hoặc đề nghị uống mừng. Nghĩa số 5 là tiến cử hoặc đề cử. Và nghĩa số 6 là cầu hôn. Mình xin đọc lại nghĩa số 2 lần nữa là lấy làm mục đích hoặc đặt ra làm mục đích hoặc đề ra làm mục đích. Từ số 43 là danh từ relaxation hoặc relaxation, có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự nới lỏng hoặc sự lơi ra hoặc sự giãn ra. Nghĩa số 2 là sự dịu đi hoặc sự bớt căng thẳng. Mình xin nói lại nghĩa này là sự dịu đi hoặc sự bớt căng thẳng. Nghĩa số 3 là sự giảm nhẹ trong pháp lý. Nghĩa số 4 là sự nghỉ ngơi hoặc sự giải trí. Và nghĩa số 5 là sự hồi phục trong vật lý. Từ số 44 là động từ rank. Mình xin đọc lại từ này là rank. Từ này có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là xếp loại. Và nghĩa số 2 là có cấp bậc hoặc xếp vị trí. Mình sẽ đọc lại nghĩa này là có cấp bậc hoặc xếp vị trí. Và mình cũng xin đọc lại động từ này là rank. Và từ số 45 là cụm danh từ special use, có nghĩa là đặc dụng. Mình xin nói lại là từ số 45 là cụm danh từ special use, có nghĩa là đặc dụng.
Phần từ vựng số 3 vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng sau khi xem hết nội dung của video cũng như là của bài viết trong video này thì bên cạnh việc các bạn biết thêm những kiến thức về các từ vựng Anh ngữ mới thì sẽ biết thêm được về thác Limpopet là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở huyện Lắk ở tỉnh quê nhà của mình, Đắk Lắk. Và nếu như mà có dịp đến với huyện Lắk thì các bạn đừng quên ghé thăm địa điểm du lịch này cũng như là những địa điểm khác và những đặc sản ở tỉnh quê nhà mình nha. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi một lời tri ân chân thành đến các bạn và chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nếu các bạn cảm thấy thích, ấn tượng và hứng thú với video này thì các bạn vui lòng like, chia sẻ video và đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất nhé. Xin tạm biệt và mình cũng rất mong gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.